Bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi nhỏ nhỏ đụng chạm tới lòng trái của nghệ sĩ. Thì thôi, nếu mà đụng chạm quá thì khỏi hỏi đi anh. Mình chỉ muốn hỏi là sáng giờ em ăn gì chưa? Dạ, em chưa ạ. Ồ, vậy là hôm nay em không ăn gì được hết đó. Nếu có một câu nhận xét và lựa chọn thì theo Trần Như Lộc thì người em thích nhất và không thích nhất trong 6 nghệ sĩ của chúng tôi là ai? À, sao anh làm khó em vậy? Không, cái này phải hỏi. Mình hỏi về cuộc chơi thôi. Nhưng mà em thua về một tình bạn thì sao anh? Đâu có gì đâu em. Trời ơi, mình mà nói đi rồi mới mốt không nhìn mặt nhau thôi. Mốt không nhìn mặt nhau thôi. Trong cái cuộc chơi của những số vừa rồi thì theo em cảm nhận được thì em sẽ thích người nào nhất? Em thì em có một tình cảm ưu ái dành cho anh Jun. Tại vì anh Jun hay nhường đồ ăn cho em. Wow, tức là chỉ vì miếng ăn thôi mà em ưu ái. Thì em nghĩ là có miếng ăn thì mình sẽ được hạnh phúc. Lu ơi, có mấy khi em không được ăn chị cũng rủ em ăn mà Lu. Nhưng mà nhiều khi chị cũng hay không thương em lắm. Đừng nói vậy. Hay là do là anh Jun còn độc thân còn chị là đã có chồng rồi. Đấy là chị chưa có chồng thì chị cũng đâu làm được gì. Ban tổ chức yêu cầu Diệu Nhi nói chuyện với tổ trưởng với một phong thái bình thường, đừng có nói chuyện phong cách đưa đẩy quá. Chị có chồng rồi. Bây giờ mình hỏi về phương diện khoa học chấm điểm nè. Em thấy ai đẹp nhất trong dàn nghệ sĩ ngày hôm nay? Bạn hỏi vậy là bạn xúc phạm tôi rồi đó. Ngày hôm nay là chúng ta khám phá ly kỳ. Ly kỳ khám phá. Không những khám phá về đồ ăn, về âm nhạc, về ẩm thực, về tất cả mọi thứ, mà còn khám phá về lòng người nữa. Lòng người nữa. Đó. Thì em vẫn phải trả lời đi chứ. Đối với em hả? Thì đương nhiên những người phụ nữ sẽ là những người xinh đẹp nhất rồi. Chúng tôi yêu cầu trả lời thẳng vào vấn đề, không có trả lời phong cách khoa học ở đây. Anh ơi, sao hôm nay anh làm khó em quá vậy? Anh ơi, bình đẳng giới ở đâu khi mà đàn ông là phải xấu hơn phụ nữ vậy? Đúng rồi. Tại sao lại như vậy? Thời đại nào rồi? Văn minh đâu rồi? Trời đất ơi. Hay quá em ơi. Trời ơi. Đúng là người đã lên mặt trăng biết hết tất cả hả? Dạ văn minh. À đúng rồi. Văn minh đâu? Văn minh của nhân loại đâu? Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Trời đất ơi, thiệt thòi cho chúng tôi. Hay quá. Đón xem Cuối Tuần Tuyệt Vời phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 và 21 giờ 30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.